Đoạn video được ghi lại trên cao tốc Long Thành - Dầu Dây vào tối ngày 2 tháng 8. Khi các ô tô đang di chuyển với tốc độ khoảng 100 km/h, thì bất ngờ từ làn khẩn cấp có hai người có ý định băng qua đường. Tuy chưa xảy ra sự việc đáng tiếc, nhưng nhiều người cũng tỏ ra bất bình với hành động này vì đây là hành vi vừa hại mình cũng vừa hại người. Người đi bộ, mô tô, xe máy, xe thô sơ không được phép đi vào đường cao tốc. Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng với người đi bộ vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý và bảo trì đường cao tốc.